đầu giờ này rồi, dụng kẹo ấy, đau. Hello, xin chào cả các bạn đã quay trở lại với cả channel mình nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm cho các bạn coi thêm một video nữa. Và đúng rồi các bạn ạ, như các bạn có thể thấy là ở cái phòng chờ của chúng ta ấy, thì mọi người có thể thấy đang có rất là nhiều cái bộ đồ thích khách kim long luôn. Và cái cách thức để có thể sở hữu được cái bộ đồ này ấy, thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào game vào chính xác vào đúng ngày hôm nay là ngày 27 tháng 3 là các bạn có thể sở hữu được cái bộ đồ này miễn phí. Và kèm theo đó là các bạn có thể là sở hữu được thêm cái skin súng MP40 bích vàng nữa mọi người ạ. Rất là ngon luôn, nói thật với các bạn chứ. Cái đợt đầu mình nhớ là mình làm cương phải mất bao nhiêu tiền thì ta mới có thể sở hữu được cái bộ đồ thiết khắc kim long và cũng như là cái skin bùng MP40 bích vàng. Còn bây giờ các bạn chỉ cần đăng nhập vào game là các bạn có thể sở hữu hết tất cả rồi, rất là đơn giản phải không? Và được rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ không câu thời gian mọi người nữa. Như mọi người thấy là ở cái phòng chờ chúng ta đang có rất là nhiều cái thích khách kim long ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ xử hết cái hội anh em của bọn này luôn nhá mọi người nhá. Không thể nào để cho chúng nó đẻ trứng được. Ui vãi trưởng luôn, ông nào giải mìn ở phía trên này vậy? Đã định bẫy tôi hay là gì? Vừa đấy là mình có thấy là tiếng súng phía trên kìa. Trên nhà này không thấy, chúng ta sẽ chạy ra phía trên luôn nhá. Đấy, nói thấy người rồi. Nào, quay à? Nào, quay, chạy đâu mà đáng. Úi dồi ôi, nằm đất luôn rồi. Bạn có mà xoay trong chóng, không thể nào mà sống được đâu bạn ơi. Em hiểu không? Ok, bây giờ chúng ta đã có được cái mạng ngủ đầu tiên rồi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ lúc kéo hỏng sắc của mày luôn nhá. Có đồ gì ngon nào? À, chắc là chỉ trưng tượng khẩu AK. À, còn nó ra đây rồi. Được. Ok, và bây giờ chúng ta vẫn đang tiếp tục là ở quanh cái khu, đây là cái khu gì anh em nhỉ? Đây là cái khu thành phố đúng không? Ở quanh khu này không có người. À đây rồi, hội anh em lại gọi là xuất hiện rồi. Thế phải xử đẹp thay luôn mọi người nhá. Đấy, đợi nó chạy rồi này. Ui, đã chạy qua lên phía trên rồi à? Nhanh thế nhỉ? À, nó nhảy xuống phía dưới kìa. Có nên câu liệu không? Câu cho quả liệu này, chạy nhảy ra phía ngoài xử đó. À, ta thấy mới rồi. Nào, mày ra đây. Mày ra đây. Ý chạy đâu phải đáng em ơi, mạng hạng thứ hai luôn, anh em thấy easy chưa? Đã bảo rồi mà không thể nào mà để cho chúng nó đẻ trứng được, hiểu không? Đấy, gọi là giết hết, gọi là chết sạch luôn mọi người ạ, không để thằng nào sống sót cả. Ok, vậy là rất là đơn giản, chúng ta có cái mạng thứ hai rồi ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy ra cái khu vực khác để đi kiếm thêm người luôn mọi người nhá. Đây là mọi người thấy là đây là cái khu vực phía dưới ở cái khu thành phố, khá là vắng người nhưng mình thấy bông keo. À, bên trái kìa, em thấy bên trái chưa? Thấy có thằng nó đang chạy chưa? Đây rồi, từ mình sẽ xử đẹp thằng này. À, thằng này nó cũng nhìn thấy cái vị trí của mình rồi à? Nhìn thấy mặt mình kìa, căng thế nhá. Thế đây từ để tôi gọi là bóc lốp ở ngay phía đằng sau ông luôn nhá. Ông nghĩ ông cứ đâm thẳng đầu lên trên mà ông sống được à? Như thế thì thằng nào nó cũng chạy khỏi cái khu vực này rồi. À, bên trái, tự nhiên đã núp ở hàng rào rồi à? Nào ra đây. À, bọn bảo vệ định ra để bắn tôi đấy. Định ra bắn tôi đấy. Rồi ôi, vài màn cho bất thánh à. Những cái bước đi của ông này và những cái gọi là hành động này là tôi đã đoán hết những cái suy nghĩ trong đầu rồi. Thằng này nó chạy qua đằng trời. Đâu rồi? Ô, mình cắt ngang này, bây giờ lại không thấy đâu nhỉ? Nghe thấy sự thằng này nó chạy cắt chào EQ 2000 tôi à? Căng nhờ. Vừa mới thấy là nó chạy ở phía bên rìa này, bây giờ lại méo thấy ở đâu. Càng thế. À đây rồi, hàng rào. Thế ăn quả lựu đạn về chầu trời đi bạn ơi. Ăn quả lựu đạn đi, chạy đâu? Ui nó bắt đầu nó câu lựu. A à. Ui hai quả luôn, ba quả luôn. Mày đây, mày chạy đâu lao rút AK. Mày ở bữa ấy rồi. Mà 70 tôi hết đạn nhưng mà không có nghĩa là AK tôi cũng hết đạn đâu nhá, ông hiểu không? Đấy, tay số 3 này, được rồi. Giờ check ở phía bên trái kìa. Nhưng mọi người thì thấy là phía bên này là có cái UAV nó quét một thiên nhiên này. À quên, ăn mừng cái đã. Vừa nãy thực kia nó ngu người vãi trưởng luôn. Dám chạy ở xung quanh khu này nút đồ gặp mình bánh nhá. Bắn cho gọi là chạy gây giái chạy 8 hướng luôn mọi người ạ. Xạo chó, xạo chó. Được rồi nha, và chúng ta sẽ tiến thẳng ra cái vị trí mà cái máy quét UAV này. Đã thấy được 2 thiên nhiên, 3 thiên nhiên, chính xác là 3 thiên nhiên ở quanh khu này. Đây, lên phía trên căn nhà này, mình tính nhanh. Đó, tôi biết là chắc chắn là trên nhà này có người. Vậy chúng ta di chuyển chậm thôi mọi người ạ. Đó, à đây thanh niên. Ủa, thanh niên này không mặc cái bộ đồ gọi là kim long à? Không mặc bộ đồ kim long. À thằng kim long đi rồi, chạy đâu? Vút phát vào đầu nhưng mà vẫn chưa chết mọi người ạ. Thằng này mạnh lớn nhỉ. Ai đau. Đừng mà úp người ta thế, đừng úp những cái bánh bị gặp thịt thế chứ. Ra đây nào, ra đây nào bạn đây. Ok mà từ từ luôn, thấy đơn giản không? Quá đơn giản luôn. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ vòng qua phía sau luôn nhá, bởi vì mình biết là vẫn còn một cái thằng mặc cái bộ đồ xe là cây, mặc cái bộ đồ xe là cây. Đó, cái phía sau mình mọi người ạ. Thằng này chắc là đang chờ, đang núp định chơi mình đấy. Đấy, thằng này, à thế này định chơi súng bắn tỉa. À tôi nghe tiếng súng nghe quen vãi trưởng. Thế như thằng này chơi M82B sao? À đây rồi, lao cắt sọ. Ô vãi trưởng thanh niên thân thủ nhanh nhỉ. Vừa mới nghe tiếng mình rút súng ra cái là chứ gì đã chạy vọt vào trong rồi. Càng thế, tôi muốn có những đạn quả này là ông chết chắc đấy. Bây giờ chúng ta lên cầu thang, quả này dễ móm lắm mọi người ạ. Nên là nên cẩn thận.
Mày ăn tính nào, lên trên, lên trên đi, chơi đi. Chơi đi bạn ơi, mày ra đây, mày ra đây, mày ra đây. Ok, vướng mặt, ui trời ơi, vãi trưởng thằng nào ấy. Thằng nào chơi màu tao bay bê đấy, căng thế, từ từ. Ui sợ, đái ra máu luôn. Vừa mới sử dụng kia xong cái dính một phát 150 máu luôn, sợ tái lấy quần luôn mọi người ạ. Ghê quá. Đấy, nhưng không sao, thì người ta lúc đầu xong chúng ta lại chạy khỏi cái khu vực này thôi, có gì đâu, đơn giản mà mọi người. Vừa nãy là bắn ông kia là hết sạch đạn luôn rồi mọi người ạ. May mà hòm sáp này vẫn còn ít đạn tiểu liên để cho mình trưng dụng, không thì tí nữa còn 15 pin thì không thể làm đủ để xử lý một mạng được mọi người ạ. À, tôi nghe tiếng đạn xuống bắn tỉa rồi, quanh chỗ này có người nhá. Đâu rồi, đâu rồi, vừa có phải thằng vừa đấy không? Tao thấy bây rồi, nào, tao thấy bây giờ lại. Rồi ôi, vỡ đầu chứ em ơi. Dám bắn ai hả? Vừa đấy cầm súng bắn tỉa. Dám cầm 18B bắn ai hả? Bắn tôi là ông phải sai, ông phải xin lỗi rồi ông hiểu không? Không xin lỗi tôi là ông phải trả giá cái mạng sống của ông luôn. Cái mạng quẹt của ông tôi bắn cho là không trượt phát nào ông hiểu không? Ok, vậy là hiện tại là chúng ta là bây giờ đấy cái thể hiện tại chúng ta đã có được 6 kill rồi mọi người ạ. Đây là một con số nói chung là cũng nhỏ hả? Đây, chúng ta sẽ cải thiện số này, lật ngược nó lại mọi người nhá. Đây rồi, ui ơi, hai thanh niên rồi, một thanh niên đang dựng một kẹo, à, tôi thủ nhanh đấy, giờ đây, ôi, đâu, nào, còn lợn nhái này nữa, mày tập cắn trộm ta, vẫn còn thanh niên phía sau, mày bỏ cổ chạy rồi, dám đi cướp xe người ta, đây không phải game GTA đâu ông nhá, ông chạy đâu, nắng, nổ xe chị em ơi, giờ trốn sau cây đi, nào, trốn sau cây sập hố đi bạn ơi, chạy đâu nắng, cố gắng mà chạy đi, rồi ôi, quả này là ông chết chắc với tôi rồi, mặc dù mình bây giờ bản thân mình nhé chỉ có hai quả ống keo thôi nhưng không sao, chúng ta sẽ dâng lên và chơi thằng này luôn mọi người ạ, không thể mà để cho nó đẻ trứng được, đâu tôi có lựu đạn này, nào bật cái quả lựu lên trước này, chạy đâu em ơi, có dính không, ơ, đâu rồi, what the hell, vừa thấy nó ở phía bên này cơ mà, nó chạy đâu nhỉ, cày thế, không để ý cái là nó chạy bố nó mất rồi, thôi được rồi, bây giờ chúng ta chạy ra cái khu vực khác thôi mọi người ạ. Không thằng này thằng khác có gì đâu, đơn giản mà mọi người. Ở phía bên này có cái hòm xác này, trưng dụng cái hòm xác này xem bên trong có gì mọi người nhá. Đó, nhiều đạn thì lấy. Ấy, gì đấy? À mày à? Mày à vừa ấy. Rồi ôi, chú còn non và xanh lắm. Móc lốp người ta ấy thì lần sau ấy cầm súng cầm những cái khẩu súng trường mà căn sọ ấy thì nó an toàn hơn đâu nhá, ông hiểu không? Những cái lúc mình không để ý để cầm vào M40 mà không vứt vào đầu mình là coi như là cuộc đời ông đi mà dĩ vãn đúng không ạ? Ê, chứ mặt đây rồi, nào, để mình vút vào đầu cho mọi người coi á. Vút vào đầu cho mọi người coi nhá, anh em thấy kỹ năng headshot ghê không? Ghê, quá là ghê luôn, chứ có gì nữa. Ghê thì vỗ tay xem nào. Quá là ảo luôn. Ok nhá, vậy là chúng ta đã có được cái bạn thứ 9 rồi. Và bây giờ trên bản đồ ta chỉ còn duy nhất là 2 thi đến cuối thôi là chúng ta đã có thể giành top 1 trong phản đối rồi mọi người ạ. Bây giờ đang cố gắng nhá. Từ nào, gọi là phải đi lắc lên lắc xuống. Ê, gì ấy. May mà kỹ thuật lách đạn của mình nó đỉnh cao rồi cả, phải xoay là 360 độ đấy thì mới có thể lách đạn ngay được. Không được còn đấy là vào đầu rồi ấy. Càng thế, đây được rồi nhá, để tôi cuốn máu cho này đã. Vậy là mình đã tìm thấy vị trí của thanh niên nữa rồi. Vậy còn vị trí thanh niên còn lại thì vẫn chưa thấy đâu mọi người ạ. Ra đây, nào, phá nát con cổng kèo thằng này luôn. Mày chạy đâu? Nào, ui dồi ôi, vẫn còn cái quả bóng kèo nữa cơ à. Càng nhờ, ui, nó còn dựng thêm cả cái bắn bóng kèo nữa thì bố làm chơi được. Đây, tôi cứ ngồi an tọa tôi chỗ này thôi, làm gì nhau. À, đây rồi, thanh niên cuối đây rồi. Vậy là mình đã biết được vị trí của hai thanh niên cuối cùng ở trên cái bản đồ rồi. Và như mọi người có thể thấy là cái phòng bò chúng ta đang còn rất là bé, chỉ còn vài giây nữa là cái phòng bò này sẽ bắt đầu thu rồi mọi người ạ. Nào, mày thử lo cái đầu mày ra. Đâu rồi, tôi biết là thằng này nó chỉ ở 6 gốc cây thôi. Đây, cơ hội rồi, ui, chết rồi, bò tụi đi rồi, phải chạy thôi em ơi. Ui, càng thế, mày vẫn còn mấy cái ống thương nhá, chứ dựng luôn. Dựng súng bắn bóng kèo, mẹ cái thằng phía bên trên kia. À, cơ hội thế nhỉ. Nhưng cái lúc mình không để ý cái là chứ gì đã cầm súng quyết định chơi mình rồi. Căng thế. Nào từ từ. Nào, ok dựng một keo rồi đấy. Thích gì nhích luôn ta đây. Nào, ui tôi còn nhiều một keo đấy. Bạn ơi, bạn chơi súng bắn một keo à? Thế phải dựng thêm quả nữa ở đây cho nó chắc. Tí nó bắn vỡ mặt luôn này vợ. Ôi chết. Nó câu điệu kìa. Ôi vãi trưởng, làm quả mưa lưu đạn luôn à? Thôi xong rồi, phải dùng hết bóng keo em ơi. Quả này không ổn rồi. Từ từ, cuốn máu đã. À bắt đầu rơi, dụng kèo ấy, đau, vãi chửi luôn, còn 17 HP luôn em ạ. Càng thế, còn đúng một cái quả bóng kèo cuối cùng thôi. Mẹ thiệt sư, chỉ vì gọi là né cái quả, những cái quả lựu đạn thằng kia mà bây giờ là mình phải sử dụng gần như là hết bóng kèo rồi anh em ạ, còn đúng một quả duy nhất thôi. Ồ, thì đi kia rồi, bắt đầu là sử dụng cái bidon kìa. Thật cái phòng bo cuối cùng bố rồi, đi sử dụng, chả hiểu kiểu gì. Ôi, có thằng câu lựu nhá, nào phá này, quả bóng kèo luôn. Chạy ra ngoài nào, dựng keo lại, ok nhá. Ê, đằng sau lại một thằng lợn này, thôi xong rồi còn tí máu này tao chơi. Nào đừng, ui dồi ôi, mẹ tin sư thằng này nó hên tê nhỉ. Vãi cất trưởng luôn.
Nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ bấm đăng ký kênh và đừng quên bấm chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ mình nhá. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.